khám thờ là một vật phẩm thờ cúng trong các không gian thờ ban đầu khám chủ yếu sử dụng trong các đền đình chùa sau đó ứng dụng trong các nhà thờ tổ ngày nay khám thờ thông dụng nhất là thờ ban thần tài phổ biến là vậy nhưng mấy ai hiểu rõ ý nghĩa khám thờ và cách đặt đúng chuẩn trong video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng đồ gỗ tùng tám tìm hiểu về ý nghĩa của vật phẩm này trong phong thủy khám thờ là vật dụng trên bàn thờ có cửa mở ra đóng lại và bên trong có đặt các linh vị của tổ tiên và ngay chính giữa của khám thờ có ghi chữ thần chủ tức là thờ từ bốn đời trở lên bao gồm cao tầng tổ khảo khi lập bàn thờ tổ tiên thông thường cần phải sắm sửa thật đầy đủ và đảm bảo không để lại bất cứ điều gì thiết khi dùng nét chấm cũng như khai hoa điểm nhãn và thường thì khám thờ được chạm khắc vô cùng tinh xảo và cực kỳ tỉ mỉ được làm bằng chất liệu chính là gỗ hoặc đồng không những thế khám thờ thường có mái chảy xuống hoặc mái chảy mui và nó được chạm khắc những hình cụ thể như hình rồng trầu mặt nguyệt phía trước của khám thờ thường là những linh vật quý và được chạm khắc những cây cỏ lạ cho không gian thờ thêm linh thiêng hai cánh cửa của khám thờ thường được chạm khắc cực kỳ tinh xảo ý nghĩa khám thờ trong thờ cúng khám thờ được coi là thế giới linh thiêng thu nhỏ nơi hội tụ và trú ngụ của các hương linh khám thờ giống như một ngôi nhà nhỏ để các vị thần thánh linh hồn người thân ngự xuống ngoài ra với hình dáng và hoa văn cầu kỳ đây cũng là tác phẩm nghệ thuật kỳ công thể hiện giá trị tâm linh cũng như phong cách nghệ thuật của mỗi thời kỳ lưu giữ nét văn hóa dân tộc đến nhiều thế hệ sau. Tín ngưỡng thờ cũng tổ tiên của người Việt chưa bao giờ bị phai nhạt. Trong các không gian thờ cúng, mỗi một đồ vật đều có ý nghĩa riêng, khám thờ cũng vậy. Như đã nói ở trên đây là nơi để các linh hồn người thân, thần thánh ngự xuống. Sử dụng khám thờ trên ban thờ, thể hiện sự tôn kính, nhớ ơn của con cháu tới ông bà tổ tiên mình. Cách đặt khám thờ Với các ban thờ gia tiên thông thường, cách sắp xếp và đặt khám thờ, đồ thờ cũng không có nhiều khác biệt trong sơ đồ ban thờ dưới đây. Đây là cách đặt đồ thờ khá đầy đủ và chi tiết. Trong đó, vị trí 1.2 là ngay thờ. Vật phẩm này có ý nghĩa gần tương đương như khám thờ. Nếu gia đình bạn sử dụng khám thờ, sẽ đặt tại vị trí trên. Loại khám thờ dùng trong ban thờ thần tài thông thường được đặt ở ngay cửa chính nhà. Với những hộ kinh doanh, đặt khám thờ tại cửa chính của cửa hàng, văn phòng. Hướng của khám thờ thì gia chủ nên xem lại cung mệnh của bản thân, nên đặt tại hướng vượng tài, hợp mệnh để sinh khí tốt, tăng vận may thu hút tài lộc